Chúng ta tiếp tục giải sách bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương lớp 7 và bài số 16 phần B tiếp theo, bài số 75 mã trang 118. William Shakespeare là một nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng nhất thế giới, nổi tiếng ở nước Anh. Ông ấy được sinh ra vào ở đây vào năm này. Ông ấy kết hôn với cái bà này khi mà ông ấy 18 tuổi và có 3 đứa trẻ. Sau đó thì ông ấy đã rời gia đình và đi tới London để bắt đầu sự nghiệp là một nam diễn viên và sau đó là một nhà viết kịch. Ông ấy viết khoảng 30 bài vở kịch, bao gồm các thể loại hài kịch, bi kịch và kịch lịch sử. Ông ấy nghỉ hưu năm 1611 và đã dành những năm cuối đời của ông ta ở Stratford. Ông ấy chết năm 1616 và được chôn cất ở nhà thờ Stratford. Rồi, Shakespeare là ai? He is the world famous English. Ông ấy là một nhà viết kịch, nhà một nhà soạn kịch người Anh nổi tiếng thế giới. Play. Câu số 2, ông ấy được sinh ra khi nào? Chúng ta sẽ viết là he was born in 1564. Ông ấy được sinh ra ở nước Anh phải không? Yes, he was. Yes, he was. Ông ấy kết hôn khi nào? He married in một khi ông ấy 18 tuổi. 18 tuổi vậy là 1564 cộng 18 tập cộng 42 nhân 1 6 mà 7 nhân 1 8 1582. Ông ấy có mấy đứa trẻ? He had three children. Rồi. Ông ấy đã viết bao nhiêu kịch? He wrote 37, about 37. 37 play. Ông ấy viết những loại nhạc nào? He wrote a comedy, a tragedy, and history. Rồi. Câu tiếp theo. Ông ấy chết ở London phải không? Ông ấy chết ở nhà thờ Stratford. Không phải London. No, he didn't. Ông ấy chết khi bao nhiêu tuổi? Chúng ta phải lấy 1616, chúng ta trừ năm sinh là 1564, vậy là 642, 11 trừ 6 bằng 5, rồi 52 tuổi. He was 52 when he died. Shakespeare chôn cất ở đâu? He was, ông ấy được chôn cất buried ở nhà thờ in the church of Stratford.